Maria như những cánh hoa muôn màu trắng, xanh, vàng, tím, đỏ tươi, tượng trưng cho cuộc sống của chúng con một ngày. Chúng con xin dâng trong vòng tay từ ái của mẹ. Sau khi sáu, xin mời các đoàn gia đình trẻ chuẩn bị. Cho tâm hồn cùng mẹ bước theo đường Chúa đi.